Đây là chiếc xe đạp. Thể dục này. Hột này. Để đi 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 làm, đi học rồi cũng rất là nhẹ, xe này rất nhẹ. Xe này nhẹ hơn chiếc đẹp mini nữa. Nhẹ lắm, khoảng chiếc này không tới 30 kg rồi. Công ty sông Tai Việt Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 2 luôn. Còn cái này ở Việt Nam làm nha, xe này của Việt Nam làm đó. Sông Tai, sông Tai có cái mạng này. Công ty Sông Tai Invention Việt Nam nè, của Đài Loan mà người Việt Nam làm, khu công nghiệp, tên công ty nè, địa chỉ nè, khu công nghiệp Sóng Thần 2 nè, Sóng Thần 3 nè, thị xã Bình Dương nè. Chiếc này rẻ à, 1 triệu. Chiếc này đây là cái clip sau này, clip trước không có nha, clip sau thôi, clip sau ổ clip đó nè. Em chạy được này cũng được tháng rồi. Cái này nó hơi xét, cái là cho này nó hơi xét. Bidan này, bidan này, bidan đơn giản, xe nhìn đơn giản. Đây, có cái này. Yên êm, em có sẵn giữa này. Cái này là cái đồ lót lên thôi chứ không, dưới này đã đấy, để xuống đó chút. Sông Tai của Sông Tai hết nè. Sông Tai in cái đóng cái chìm lên đây luôn, thắng đóng chìm. Công ty Sông Tai ở Sóng Thần này, chỉnh gật gù, chỉnh cao thấp, bẻ lên cao thấp. Cái xe này tải 200 kg luôn á, đơn giản vậy thôi, cái nặng non hơi này xài ngàm hết nè, khóa bằng tay, dặn ra mình thay tại chỗ luôn được luôn, không cần phải cái kìm gì hết. Cái trước nè, này, trước nó cũng ấn vô chữ nổi lên nè, Sông Tai ST nè, Sông Tai chạy êm ái mượt mà. Nên là nó cái yên thì nó yên thô, yên cứng, xong rồi nó bọc thêm cái nệm nữa, bọc thêm cái nệm đây, cái nệm nó chụp qua xem. Sẽ qua đây là nó, cái nệm nó mọc lên giống như cái đầu cá heo đó. Có tem 7 màu,
song tài thiên rồi nè, nó cũng chơi ngàm dặn tay hết nè, ô bình nè. Còn bộ xe này gión dáng tan xong tay hết tay nè, có về mưa không bắn. Index nè 6 lít này, 6 lít nè, 1 2 3 4 5 6 lít nè. Này, 6 số nè, 6 số nè. Này, để lít 3 nè, số 3. Bidan trái phải đang tiêu 168 168 BB Neko. Vida này, cặp Vida này cũng trăm mấy á. Xay nhuyễn luôn hả? Này phải xay 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 ta ta. Xay xay hộp nè. Này chắc cậu cả ký vô cũng vừa nên. Chứ cần gì sắt nhỏ em chị? Nó không cho em sợ nó không lấy. Ừ. Để biết rồi. Nặng đâu nặng đó. Nó bự quá. Ghê nha. Em sắt ra làm đôi được rồi. Cái đó em sắt ra làm đôi được rồi. Đó, đừng đổ đó, chứ sắt cứ bỏ luôn đi. Sức làm đôi thôi. Sắp càng nhuyễn nó sai càng lẹ nè. Làm đôi nha, được rồi. Không có bỏ nước thôi, bỏ nước vô là nó ra sinh tố. Phải cái này không hay cái kia? Cái kia là xe tiêu. Cái này xe thịt nè. Hay lấy cái xe tiêu mới được, cái nhỏ nó dễ sai. Mẹ con da này đốt vừa đụng vô nó cắt thế bà. Không có bén đâu. Trời ơi, em làm gì thế? Vậy cái bị chế vô cái hũ cái chế mà ông vô. Ừ, sai càng nhiễm càng tốt. Này bài thuốc ở đâu? YouTube hả? Ừ, cái này là cái tỏi với mật ong là nào giờ tỏi là cũng như kháng sinh mà uống. Mình ơi mình. Anh cứ lấy cái thớt này nghe được. Lấy gì? Cái thớt á. Cắt vậy được rồi. Cắt cho nó lẹ một chùm như thế này. Nó sai lẹ lắm, anh cắt nó sai lẹ lắm. Đâu em thử coi. Thử ấy coi.
cầm máy đây nè. Được rồi, được rồi, nó ra nó nhuyễn cái là mấy kia nó đi theo quá nè. Kêu còn mấy trái ra này, biết gắn chưa? Biết rồi. Gắn vô cái ngàm nó cái nó bật. Được rồi, hồi nó giọt tay em hết bây giờ. Trời ơi, cái này nó nóng lắm. Giọt lắm. Được rồi, em xay thử ra được không? Cái cắt cái kia. Xài nắp bấy luôn rồi nè. Lấy ra, ừ, nó ngu rồi. Tao quậy quậy ở trên thôi. Mẹ nó không giải gì. Nó ngu. Nó uống cái này. Mà khỏi đẩy này nó cũng văng lên ha. Cái chuyện này không được, cấu này không được rồi. Sao xài không được ta? Phải cắt cho nhuyễn ra nè. Anh lấy tấm thớt giùm em đi anh. Ừ. Không lấy tay nữa.